Giá vàng thế giới tuần qua trên thị trường thế giới tăng mạnh và dự đoán liên tục phá kỷ lục mới trong những tháng tới. Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng tăng không ngừng nghỉ đó là do nhu cầu vàng tăng đột biến tại những quốc gia mà người dân có truyền thống tích trữ kim loại quý. Ấn Độ cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Mới đây, chính phủ nước này đã tăng cường các biện pháp quản lý để ngăn chặn những tác động tiêu cực từ cơn sốt vàng. Nhằm giảm tình trạng giá vàng tăng phi mã, chính phủ Ấn Độ đã cho phép miễn thuế nhập khẩu vàng cho ngân hàng trung ương. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chiến lược cho phép ngân hàng trung ương nhập khẩu vàng mà không phải gánh thuế hải quan cơ bản cũng như thuế phát triển và cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều biện pháp như siết chặt kiểm tra, soi chiếu tại các cửa khẩu, tăng cường theo dõi, điều tra những nghi vấn liên quan đến các đường dây buôn lậu để chống tình trạng nhập lậu vàng, đồng thời tuyên truyền cho người dân về các hình thức lừa đảo trực tuyến, cách nhận biết vàng thật, vàng giả cũng như quảng báo những địa điểm bán vàng uy tín, chất lượng.